Dạ thưa quý vị, ngày hôm qua đó là chú ấy nói là chú sẽ đi đi bộ vòng qua chợ ABC để ngủ. Và chú ấy nói rằng là chú sẽ ở ngủ dưới cái mái che. Thì Phi đoán là cái mái che này nè thưa quý vị. Đúng là như vậy, bây giờ Phi chạy tới thì Phi thấy có đồ cúng đây thưa quý vị. Thưa quý vị, Phi cảm thấy hơi sợ sợ một tí xíu. Thì đây là đồ cúng có sẵn này quý vị, thì ra là chú ấy ra đi là sự thật đó quý vị. Thì bây giờ Phi sẽ tới thắp nhang và mời vọng chú để đi qua bên kia cúng nha quý vị nha. Thưa quý vị, cái nhang này Phi mua thơm ghê. Thì Phi sẽ cúng, Phi sẽ đốt 3 cây nha. Quý vị đi cùng Phi nha, để cho Phi đỡ sợ thưa quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quý vị đi với Phi nha. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ cháu tên là Phi, cháu mới trò chuyện với chú ngày hôm qua ở ngay cái chỗ cái ghế xe bus đó chú Long Huỳnh. Thì sáng nay cháu nghe tin là chú đã ra đi rồi, thì chờ cháu biết là chú có cái ước nguyện là cúng chú Thanh, bạn thân của chú cũng mới ra đi cách đây khoảng một tuần á. Là chú muốn cúng chú Thanh là bông trái rồi trà nước rồi thì nhưng mà chú cái ước nguyện đó chú chưa thành, thì hôm nay cháu sẽ tới đây để mời chú qua bên cái chỗ mà hai chú thường hay ngồi á, cái chỗ mà chú cháu mình hay ngồi tâm sự nói chuyện cười vui á, thì cháu mời chú Long Huỳnh cũng như là mời chú Thanh, chú Tony Phạm, chú Thanh Phạm, chú Tony qua bên đó để cháu cúng thay chú, cúng cho chú Thanh, và cũng như là mời chú và cúng chú luôn. Thì chú có thể chú đi bộ qua bên cái chỗ mà hai chú hay ngồi nha. Thì hôm nay bây giờ cháu thắp nhang, cháu mời vọng chú qua. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thường thì ở đâu thì mình cúng ở đó, nhưng mà ngày hôm qua Phi có nghe chú nói là sẽ cúng chú Thanh ở bên kia, là cứ mời là chú Thanh sẽ tới, cho nên là hôm nay Phi cũng làm giống như lời chú Long Huỳnh nói ngày hôm qua thưa quý vị, là sẽ cúng bên cái chỗ mấy chú hay ngồi á, còn chỗ này là lâu lâu chú mới về chú ngủ thưa quý vị, nhưng mà chú ra đi là ra đi ở đây, thì giờ Phi sẽ làm theo giống như là chú nói ngày hôm qua, quý vị hiểu ý Phi nói không? Là cúng ở bên kia và mời chú đi bộ qua bên đó để cùng với chú Thanh, tại vì chú Thanh cũng ở bên kia hay là ở bệnh viện gì đó, nên mời tới cái chỗ mà hay ngồi đó thưa quý vị. Phi làm theo lời của chú nói, chứ còn theo Phi biết là đúng ra phải cúng ngay ở này, thì ở đây Phi thắp mấy cây nhang thưa quý vị, thì Phi cũng không biết là đúng hay sai, nhưng Phi chỉ biết rằng là Phi làm theo lời của chú nói ngày hôm qua đó. Thì Phi làm theo như vậy thưa quý vị. Mời quý vị đi với Phi để cho Phi bớt sợ, đỡ sợ nha quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phi mời chú hay đi qua đi bộ qua bên cái chỗ mà mấy chú hay ngồi nha chú nha. Thực sự là công chuyện nó xảy ra quá nhanh thưa quý vị. Cái video mà quý vị xem ngày hôm qua là ngày hôm nay đúng 24 tiếng thưa quý vị, là Phi có mặt lại ngay cái chỗ đó luôn. Thì hôm qua thì chú cháu ngồi đó trò chuyện tâm sự và rất là buồn thương tiếc về chú Thanh, nhưng hôm nay thì Phi lại cũng đúng 24 tiếng Phi quay lại ngay cái chỗ ngày hôm qua, thì lại là chia thì lại là tiếc nuối chia tay thêm một người nữa thưa quý vị. Bây giờ Phi đi với quý vị nha. Nhà ngày hôm qua Phi cũng đi y như vậy, trên con đường này Phi cót xe xong rồi là Phi đi bộ tới chỗ này. Quý vị có nhớ cái đoạn này không? Cái video mà Phi đứng đây Phi chào nè, Phi chào quý cô chú bác và quý anh chị em đó quý vị. Thì sau khi Phi chào xong là Phi đi tới qua bên này, thì Phi chú thấy chú ngồi ở đây, chú
ngồi ở cái ghế này nè thưa quý vị. Chú ngồi ở đây. Thưa quý vị, quý vị có nhớ, có thấy cái hình ảnh chỗ này nó quen không? Là cái video quý vị mới xem ngày hôm qua thì là ngay cái chỗ này chú Thanh ngồi ngay chỗ này nè quý vị. Và chỗ đây là cái tô bún chú để ở đây. Và chỗ đây là cái xe chú để cái mền, và Phi đứng đây Phi nói chuyện với chú thưa quý vị. Đúng tròn 24 tiếng thôi quý vị. Ngồi đây chú tâm sự với Phi rất là nhiều. Và Phi cũng tâm sự cho chú rất là nhiều. Tại vì sau một tháng là Phi không có quay trở lại, cho nên là cũng có hỏi chú là có nhớ Phi hay không, hỏi thăm chú về sức khỏe. Thì chú nói là chú rất là thương nhớ chú Thanh thưa quý vị. Tóm lại là cũng như là nãy giờ Phi nói là chú có một ước nguyện là cúng chú Thanh. Tức là ngày hôm nay nè chú, tức là ngày hôm qua là đưa tiền cho chú để chú mua bông trái rồi nước rồi chú cúng chú Thanh. Nhưng mà sáng hôm sau là chú Long Huỳnh đã ra đi thưa quý vị. Cho nên là chú Long Huỳnh không có kịp cúng chú Thanh. Cho nên hôm nay Phi là người nghe chú Long Huỳnh nói. Cho nên là chú Long Huỳnh muốn cúng chú Thanh. Vì vậy hôm nay Phi thay mặt chú Long Huỳnh cúng chú Thanh thưa quý vị. Và cũng là mời chú Long Huỳnh tới đó để mà thọ cùng chú Thanh luôn. Rất là đau lòng thưa quý vị. Mới 24 tiếng thôi, tròn 24 tiếng Phi đứng đây thưa quý vị mà cuộc sống nó đã là âm dương cách biệt rồi thưa quý vị. Phải nói rằng là cuộc đời bây giờ vô thường, thay đổi rất là nhanh thưa quý vị, không có đợi lâu gì cả. Cho nên là chúng ta những cái vui buồn hay là những cái hờn giận hay là trách móc gì xin quý vị hãy bỏ qua đi. Bởi vì quý vị thấy đó, ngày hôm qua còn ngồi đây đứng đây nói chuyện chú cháu mà hôm nay đã không còn và phải thắp nhang. Chú đã tiễn biệt chú ra đi về nơi cõi vĩnh hằng thưa quý vị. Chú rất là buồn, nếu quý vị xem kỹ cái video hôm qua thì chú rất là buồn. Chú rất là đau lòng thưa quý vị, thương tiếc người bạn thân của mình, chí cốt của mình, đó là chú Thanh thưa quý vị. Nhưng mà Phi thì Phi hay cười là tại vì cái cách nói của chú á nó bắt cười, chứ không phải là chú Phi cười mà cười nhạo chú đâu. Thì không có phải là cười nhạo, nhưng mà cái Phi, nếu quý vị xem nhiều thì quý vị sẽ biết là Phi chọc, Phi gọi mấy chú là baby đó. Cho nên là có ba chú baby. Cho nên là làm cho Phi cảm thấy vui và mắc cười, và cũng như ghẹo cho mấy chú cười cho vui, cho quên đi nỗi buồn thôi thưa quý vị. Chứ không phải là Phi cười nhạo mấy chú. Mong quý vị đừng có hiểu lầm Phi nha. Chứ trong lòng Phi rất là thương và rất là quý chú Thanh và cũng như chú Long Huỳnh thưa quý vị. Thì bây giờ là tuy là chú không có mất ở đây, chú mất ở bên kia thưa quý vị. Nhưng mà chú cháu ngồi hôm qua, ngày hôm nay, ngày hôm qua ngay ở đây là cái giây phút cuối cùng mà Phi gặp và chú và tâm sự, nghe chú tâm sự. Thì Phi hôm nay cũng xin phép thắp một cái hương cây nhang ở đây để tỏ lòng là thương nhớ chú. Và cũng mời chú, không biết là chú cũng còn cái thần thức của mình và chú vòng vòng ở đâu đây, chú đi chơi. Thì chú nghe được thì ở đâu thì Phi cũng mời chú ở đó để chú cùng qua bên kia. Cái chỗ mà chú Thanh với chú Long Huỳnh hay ngồi ở bên kia quý vị. Cùng thọ những cái mà Phi cúng giống như là chú mong muốn ngày hôm qua nha quý vị nha. Rất là buồn và rất là đau lòng. Thấy nó quá nhanh đi thưa quý vị ơi. Câu chuyện của chú Thanh mình nghe đã quá nhanh rồi. Mình không kịp làm những cái điều mà chú Thanh mong muốn. Như là chú Thanh muốn đi về tắc xịt. Rồi ngày hôm nay nó lại càng quá nhanh hơn nữa. Mà hai người đó là hai người mà mình biết. Và hai người lại là bạn thân với nhau. Thương quá, nhớ thương bạn của mình quá mà ra đi thưa quý vị. Rồi Phi cũng có một cái lời nói rằng là sẽ hớt tóc cho chú Long Huỳnh nữa, nhưng mà cũng không kịp nữa. Trong cái đoạn một tháng đó quý vị, Phi không có tới gặp mấy chú để tiếp tục là giúp chú Thanh gọi điện cho gia đình và đi về tắc xịt thăm hai con. Và một cái hẹn nữa là cắt tóc cho chú Long Huỳnh. Hai điều đó Phi chưa làm được cho hai chú. Nhưng mà cũng may là ngày hôm qua là thấy chú Long Huỳnh đã cắt tóc rồi. Phải nói rằng là cho nên là thầy Minh Tánh thưa quý vị, thầy Du Tăng Thích Minh Tánh hay nói với Phi là chuyện ngày làm ngày hôm nay thì cứ làm, đừng có để ngày mai. Nhưng mà Phi thì Phi hay cãi lại lắm. Phi nói rằng là thì nếu như mệt thì mình cứ nghỉ ngơi, đâu có cần phải gấp vội đâu. Phi sẽ thắp cây hương ở đây.
Thì nếu mà chú Long Huỳnh có đang ngồi ở đây thì cháu mời chú qua bên kia nha, để mà chú với cháu cúng chú Thanh, và chú cũng cúng chú, cháu cũng cúng chú luôn. Nhanh quá chú Long Huỳnh ơi, to cháu thật sự là cầu 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 nguyện là cho chú được siêu thoát, sớm siêu thoát, buông bỏ cái cảnh giới đau khổ này mà siêu sanh ở cái cảnh giới cao hơn và tốt đẹp hơn. Thì cháu xin cắm, không có chỗ cắm. À đây, cắm chỗ này thì cho nó đỡ hư đồ của người ta thưa quý vị, cái quảng cáo của người ta đó. Thưa quý vị chú ơi, rồi Phi Phi thắp ở đây. Phi Phi mời chú Long Huỳnh đi qua bên kia để mà cùng cháu cúng chú Thanh, và cháu cũng xin phép cúng chú Long Huỳnh luôn. Xin mời quý vị đi với Phi Phi nha. Bây giờ thì trời cũng đang bắt đầu khuya đó quý vị, đường thì cũng hơi vắng vắng dần dần, cho nên là Phi cũng cũng hơi sợ sợ. Ông Ừ, buồn mà ông sao đâu con biết méo đâu, méo ông vậy nói mấy luôn. năm về nhà ở nhà Anh ở luôn nhà hả? cả tháng mấy nay ở nhà Trời luôn. ơi, anh ổn không? Nhà cửa ok phải không? Anh tại sao anh không muốn làm cái tay? Anh không xin Đây làm hư nửa người này làm đâu quốc đâu không có không có hoạt động được nữa hả? không có anh 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 Hùng, anh Hùng biết sao không? Tại vì khi anh thiếu cái tay tức là anh đang thiếu một cái phần thịt, cho nên anh nghiêng qua để cho nó cân đối á, anh hiểu không? Cho nên anh hay bị nghiêng nghiêng, đúng rồi, lâu đi lâu nghiêng dài nghiêng cái xương sống của anh nó bị nghiêng, anh sẽ bị đúng rồi, vẹo hay cột đi sống, nghiêng anh nghiêng sẽ bị đau cột sống. Hay á, bên này nó không có nhưng nó bị mát sổ nó theo hết đúng rồi. Thưa quý vị, bây giờ Phi Phi lấy đồ rồi đi qua bên này cúng nha. Cũng may là có mấy anh ở đây á, cũng cũng đông đông như là đỡ sợ rồi. Xin lỗi nha, mình là nói trước mình sống thôi mà mới gặp anh Long hôm qua nè, cái anh bạn của anh Thanh á, biết anh Thanh mà phải không? Chờ, biết sao không biết đâu ơi, đau anh giống lòng. như vợ chồng á, cái người này mất cái người kia mất rồi mà không có ai buồn hơn là anh Long buồn á, ngồi cái anh khóc miết à, má Dạ. mày đủ mẹ tao mày không tụi bay không mà anh Long thường thì sống á hay kiểu là anh em hay tự lộn nhau lắm, mà mất vô mới thấy là cái sự mà bị thiếu thôi, thiếu một người bạn á. Thấy chứ, Dạ. thường á có cãi lộn tối nào mình Dạ. always like that. Dạ. Sợ thấy không? Máy điện không có. Không có sợ anh đâu có biết đâu. Biết là cảm thấy hai bạn. Có động cơ để mình đứng dậy cũng còn tình thương với cái tôi nữa. bây giờ mình quyết định mình ngồi chỗ nào ta, cái dãy chỗ này chỗ nào mấy chú cũng ngồi hết, ở đây đi ha, Ở ngay đây cái có góc đèn này đi mà. ha. Dạ. Bạn tới nhiều lên là sorry nha. Cảm ơn hai bạn ra đây rồi hả? Có tình thương quánh thương với anh Long á. Chú Thanh nữa. Anh Thanh nữa. Cái này á là chú Thanh muốn cúng, chú Long muốn cúng cho chú Thanh. Nhưng mà Ồ. ngày hôm qua ngồi ngay cái ghế đó là chú Thanh, chú Long đã nói rồi, nhưng mà nó là cho nên mới cho chú mấy chục đồng để ngày hôm sáng nay là chú mua đồ chú cúng chú Thanh. Chưa kịp cúng ông đi thì giờ mình thay chú Long Huỳnh mình cúng cho chú Thanh. Em có relay, em có bà con gì à, chú không? Hay anh Long gì? Không. Đó, thấy tội thương hai chú dễ thương lắm. Rất là cảm kích hai bạn, rất là quý, thấy chưa? Thậm chí hai bạn tới nói với anh em tụi mình thấy là rất là có tư cách mà được. Cho mình thấy con người mình á, được không? Không sao, hiện bây giờ cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà mình không biết tương lai như thế nào. Nhưng quan trọng, anh em tụi mình tôn trọng nhau. Rồi, hai cái này là hai cái này cúng nè. Có mua có... Có cần phụ không? Thì đó anh phụ giùm em tay đi. Vậy thôi chứ mà lần sáng nó gặp là coi như nó quên à.
Vậy em ơi, như anh Long á, phụ ba chuyện em biết Ngọc không? Ngọc á, Ngọc với là Bảo á. Ui đây. Trời ơi, chắc mấy người đây buồn lắm á trời. Trời hôm qua anh Long. Ủa cái này em nhớ lấy ba chai mà sao còn có ha? Nó mà Ngọc bị bắt nữa. Mà thực sự trời thấy con nhỏ kia nó cũng bị mang xùi. Mà anh Long mà nói, anh nói vậy chứ mà ngày qua ngày sau ngày khác anh bị chơi mì hoài gì. Lương này là lần cuối, lần này là cuối mà. Ồ vậy, nhưng mà anh rất là biết cái cách chơi. Mới biết ảnh mấy tuần thôi, 2-3 tuần hôm nay thôi. Hồi nãy lấy 3 chai nước mà sao giờ còn có 2 chai vậy? Lúc nào anh đâu có tiền, nó cũng đến đồng bỏ vô cái thùng mình. Rất là dễ thương nha. Anh thích nghe nhạc lắm. Love music. Đó là anh muốn trả cả ca tặng cho anh một bản để mà cắt cụ cuộc đời. I like that song. Cái đó là cái mã nguyện cho ảnh đó. Lúc nào mình ca là ảnh sát bên vậy đó. Ồ, đam mê lắm. Tự nhiên hai người đi liên tiếp như vậy thấy tội quá. Tội nhưng mà anh nghĩ là cái đó cũng là một cái giải thoát á. Tại vì ảnh ở đây cũng không có người thân, cũng không có ngày đi ngày lại. One day at a time, nhưng mà mình thấy cuộc sống như ảnh đâu có phải là ai cũng muốn về đâu. Buồn thì buồn thiệt nhưng mà thử anh thấy cái đó là cái giải thoát của anh như là anh Long. Còn sức khỏe mình còn đi đứng được thì ok, còn hy vọng chứ còn như vậy cũng có gia đình, cũng có anh em đó. Em xin lỗi anh Bi nha. Dạ ok. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh em nghĩ là anh cúng chú Thanh, anh cúng theo bên Tin Lành cũng được á. Anh chỉ tưởng niệm thôi, anh ngồi đó anh tưởng niệm thôi. Ok. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Phi Phi thì hay nói chuyện với lại chú Thanh Thanh Phạm với chú Long Huỳnh. Hay nói chuyện ở dọc ở đây. Thì lúc nãy là con có qua bên chỗ chợ ABC mời vọng chú Long Huỳnh qua bên này để mà chứng là cháu Phi Phi thay chú Long Huỳnh cúng chú Thanh, bạn của chú. Ngày hôm qua là nói chuyện với chú là chú có cái ước nguyện là muốn cúng chú Thanh nhưng mà không có kịp để chú cúng. Cho nên là hôm nay lý do là cháu cúng chú Thanh thay chú Long Huỳnh và cũng bên đồng thời là cúng luôn chú Long Huỳnh luôn và mời chú Thanh và chú Long Huỳnh cùng hưởng cái gì đó thì hưởng. Từ đây là bia thì là mời chú để cãi giùm em. Thì chú Thanh thì hay uống bia thì bây giờ là cháu khui sẵn một cái lon bia này chơi cho mời chú Thanh. Còn chú Long Huỳnh thì không có uống bia. Nếu mà chú thích thì chú hưởng luôn. Hay là chú muốn uống cúc thì chú hưởng cúc. Khui giùm em một lon đi. Đó thì mời chú Thanh Phạm với lại chú Long Huỳnh hưởng những trái nè, rồi bánh nè, nước ngọt, nước, bia, rồi thêm những cái đồ cúng vàng bạc vàng mã, đồng ngân. Để mà hai chú có để mà đi đây đi đó. Rồi hai chú cũng hiểu rằng là cái cuộc sống này nó là tạm bợ thôi, vô thường. Bây giờ hai chú đã là người âm rồi, tụi cháu là người dương cho nên là cách biệt, không có thể nào mà chia sẻ gì về cuộc sống này nữa. Cho nên là hai chú phải hiểu là hai cái thân của hai chú đã xả bỏ rồi. Vì vậy là hai chú theo Chúa, theo Phật mà đi về. Xả bỏ cái thân vô thường này, cái thân xác phàm này.
sanh sanh vào cảnh giới cao đẹp hơn, như là về với Chúa, về với Phật nha. Chú Thanh Phạm và chú Long Huỳnh, xin hai chú sớm siêu thoát. Thì cháu biết như vậy thôi, còn chú Thanh thì chú Thanh cũng cầu nguyện cho chú mau về với lại Chúa. Chú Long Huỳnh cũng giác ngộ, xả bỏ cái thân tứ đại này để mà ra đi nhẹ nhàng, đừng có chấp vào thân nữa. Tại vì cuộc sống ở cái cảnh giới này hai chú rất là khổ và rất là đau và khổ nữa, thì tiếc gì ở cái cảnh giới này, cho nên là giải thoát, xả bỏ hết tất cả. Đừng có tham, đừng sân, đừng si. Con cũng không biết nói như thế nào, nghĩ cái gì thì vái đó. Tóm lại là mong chú Thanh hưởng những cái thực phẩm này như là lời ước nguyện của chú Long Huỳnh, và cũng mời chú Long Huỳnh cùng thọ hưởng với lại chú Thanh Phạm. Mời hai chú và các vị gần đây chia nhau mà hưởng, gần xa chia nhau mà hưởng. Di Đà Phật. Giống như Phật cũng giống như cái chuối nè. Dạ, giúp em tay thôi. Tình thương mến thương đó hai chú đó. Cảm ơn cô chú tình thương mến thương. Đó cứ ngồi nhắc hai chú vậy rồi ngồi cười, cứ coi mấy cái video của hai chú. Dạ cảm ơn cô chú tình thương mến thương. Cảm ơn các anh chị cho anh gửi cái này đi. Trước khi ảnh mất á, em có thấy những ông anh ra đem đồ ra, đem này đem kia cho anh Long. Là cảm ơn cái sự mà thông cảm, mà cái tình thương mến thương dành cho những anh em ở ngoài đây. Em cũng là một người không có nhà cửa, cũng là vô gia cư thôi. Em cũng mới ở bên New York anh qua, nhưng mà mới quen biết được anh Long 3 tuần, cho nên là thấy tính cách là anh lớn hơn em nhiều tuổi lắm. Lúc nào cũng là anh kêu em là anh không, nhưng mà sự cư xử với em rất là công bằng, cho nên là thực sự rất là chia buồn với anh Long. Nhưng mà thực sự ảnh yếu lắm rồi, các anh chị phải thông cảm. Đây là cái sự giải thoát cho ảnh với anh Thanh đó, cho nên là em thấy buồn là cái ông còn ở đây, nhưng mà cuộc sống như vậy thực sự nó quá khổ đi. Cho nên là cũng là mong các anh chị hiểu mà đưa tiễn anh Long một đoạn cuối. Không biết nói gì, nhưng mà anh rất là có cái lòng để mà chiếu cố anh em ở ngoài đây. Có nhiều người qua mà thấy là có những cái mà làm cho anh buồn, nhưng mà anh không có để lòng. Đó là cái tánh mà anh Long bực vậy thôi, nhưng mà qua ngày sau là cũng là anh em. Cho nên là bữa nay là rất cảm ơn hai bạn đến đây để mà đưa tiện ảnh đoạn cuối. Thực sự anh Long cũng thấy là rất là an ủi, rất là có cái lòng. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ. Không có cái gì hết, nhưng mà sự anh cũng đâu có ai. Sáng giờ mình nghĩ chắc không có ai, chắc hết rồi, chắc qua ngày khác thôi. Nhưng mà thực sự đây là một cái là an ủi của anh em tụi mình ở ngoài đây. Sống ngoài đây thực sự không có biết là ngày mai như thế nào, nhưng mà chết thì đem xác đi chỗ khác thôi, chứ đâu có cái người thân người tiếc gì đâu. Như vậy đối với mình rất là ấn tượng, rất là cảm kích hai bạn và rất là cảm ơn. Dạ không có gì anh Bi. Mong là các bạn là ủng hộ hai bạn, không biết như thế nào, nhưng mà thực sự rất là vui được làm quen cùng hai bạn. Mình đến đây là mình ca hát ở ngoài chợ ABC á, cho nên là anh Long rất là mê mình ca. Lúc nào mình ca lúc nào cũng đứng sát bên mình mà kiểu nhảy mà cái chân lả lưa, you know. Let me sing a song for him. Jimmy, let me see it. Huh? No, no, I sing it live right now. The microphone. I want to see one in there. No, 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 no. Jimmy, hear you? No, no. Just sing a short verse. Let me sing. Charlie, what do they call? Cắt bù cuộc đời nha. Để cho anh Long tiễn anh Long một đoạn cuối nha anh trai.
rất là vui quen biết được anh, cũng là rất là tính cách của anh em cũng rất là phục, là một người anh lúc nào cũng chiều em Út. Em gửi lên anh một bản nhạc Cát Bụi Cuộc Đời, ok. Cát Bụi Cuộc Đời, anh rất là mê mình ca luôn á, anh trai á. Không biết các bạn có nghe được không, mình ca just live, ok. Cái này là của anh nha Long, anh Thanh đâu nha. Chúc hai anh lên đường vui vẻ nha. Em trai chỉ có tuyển đò thì anh hai anh một đoạn đường cuối nha. Thank you. Đó, tặng anh một đoạn cuối nha anh trai. Chúc anh lên đường anh với anh Thành Thượng Đế chiếu cố. Cảm ơn em gái với lại anh trai ra đây để có một chút tình thương mới thương với tụi anh ở ngoài đây. Rất là cảm kích và rất là ấn tượng. Thank you so much. Yeah. Đó là tụi anh thật sự không ngờ là hai bạn ra đây để mà chỉnh mà anh Long. Hồi sáng giờ anh em buồn thôi nhưng mà không có ai chứ có cũng không biết làm gì đâu có nghĩ đến này đâu, nhưng mà thực sự đây là một cái sự mà đối với anh em ở đây rất là cảm kích. Dạ, rất là không, tưởng, không có ơn. Gì yeah, thì như hồi nãy em nói cái này là chú Long Huỳnh muốn cúng cho chú Thanh mà chưa kịp cúng cho chú Thanh, anh nghe rõ không? Dạ dạ dạ. Cho nên là hồi hôm có bỏ tiền cho chú để sáng ngày hôm nay chú Long Huỳnh cúng chú Thanh mà chú không kịp cúng thì mình hôm nay mình cúng chú Thanh rồi cúng luôn cả chú Long Huỳnh. Đau lòng ha. Nhưng mà anh thấy cũng giống 24 như là, tiếng đúng 24 là, tiếng tròn anh đi là vợ chồng á, hai vợ chồng già đó mà người mất xong cái tự nhiên người kia đi mà hai ảnh rất là chiếu cố nhau, cứ cãi lộn cả ngày ngủ cái đồ mẹ là cái úp xong vậy đó. Nhưng mà tối xuống là hai người ngủ vậy là ngủ chung vậy đó, you know. Đó là cái hai người thương nhau lắm, giờ mà bữa lắm anh Thanh mất là hả chị, không có ai mà không hiểu ảnh bằng anh Long. Hỏi chị Jimmy, ông Jimmy thoát khờ màu đủ má mình Jimmy luôn mà đủ má mày không, you know. Mày không hiểu, mày thấy mày cây mẹ mày để cho tao buồn. Anh không có làm gì bữa đó, chỉ ngồi đúng không? Dạ. Yeah. Rất là buồn phải yeah. không? Mày không biết nói là tao với mày, tao với nó thì là mình nghe cái mình trầm nằm ở trong mà mình nghe. Mình không, mới đầu mình không biết là anh Thanh là anh nào, nhưng mà lúc rồi mình nhớ là cái anh này, tại anh Thanh anh cũng ít qua lại với anh chứ làm yeah. một chỗ à. Cho nên khoảng, là khoảng một tháng trước là em tới đây thường xuyên. Sau đó là khoảng một tháng đây là em bận em không có tới.
đến khi thứ hai này em tới á, thì sáng thứ hai là chú Thanh mất, rồi chiều thứ hai em đi tìm mấy chú. Dạ. Cảm ơn nha các bạn đồng bào ở trên YouTube và Facebook. Ở đây là chỗ Bosa Phước Lộc Thọ. Đó là anh em tụi mình không có nhà cửa, nhưng mà nhờ cái chỗ mà tình thương mến thương của cộng đồng chiếu cố, cho nên là trả ngày này hết ngày kia, mỗi ngày one day at a time. Nhưng mà thực sự rất là cần cái sự mà ủng hộ, đừng cái sự thông cảm, mà có sự mà mỗi người mỗi cái có khó khăn, cho nên khó bày tỏ. Nhưng mà mong các đồng bào ở đây, các anh chị ở Phước Lộc Thọ này thông cảm tụi em. Tụi em cũng không có muốn là vô đường cùng rồi làm cái này cái kia, nhưng mà chỉ có kiếm cuộc sống trải qua mỗi ngày thôi. Cho nên là cảm ơn các anh chị, những người quán xá ở đây, mỗi lần cần cái gì đá hay là đi tiểu hay đi này kia đều chiếu cố. Cho nên em rất là cảm kích, rất là cảm ơn là các cô chú ở đây thông cảm và cho mình cơ hội để mà chờ thời gian để có thể đứng dậy hay không thôi. Yeah. Nhưng không biết tương lai như thế nào, nhưng mà đó là tình thương mến thương, rất là cảm kích, rất là biết ơn. Thank you so much. Ok. Dạ. Ok. All right. Cái này lát nữa mấy anh dọn giúp em được không? Dạ dạ dạ. Ok. Tại vì tụi no em problem. Ở đây khuya đó mà. Được rồi. Để tụi anh giúp mấy chuyện nhỏ. Anh đốt cái đó giùm em nha. Ok. Mấy cái giấy, okay. Cái vàng bạc chắc anh ít gì anh cũng biết mà, phải yeah, không? Dạ dạ dạ. Ok. Anh biết mấy người dân gian mình cũng hay cúng ở Việt Nam á. Okay. Thì đốt mấy cái giấy đó cùng gạo với lại muối là anh rọi rải. Nha, gạo muối và rải rồi đốt thắp nhang, chặt đèn cày anh dập tắt hết. Ok, được rồi. Yeah. Để tụi anh lo cho. Cảm ơn hai bạn. Yeah. Có dịp okay. Khác lại thăm, có cần ca hát, có tổ chức cái gì á. Ok, hú anh nha. Yeah. Chú mặt xuống luôn mà, đỡ không kịp rồi. Bể mũi, chảy lô máu luôn rồi. Thưa quý vị, Phi nhớ rồi, ngày hôm qua chú Thanh, chú Long Huỳnh còn nói là chú cần áo lạnh. Rồi với lại cái mền nữa, quý vị nhớ không? Thì Phi mới về, Phi gọi điện cho anh John. Anh John là cái người mà chăm sóc cho những anh đó. Tức là vừa giúp giấy tờ, vừa giữ giấy tờ, vừa lo cho mấy chú đó cần cái gì thì anh John hay giúp hồi nào đến bây giờ rồi. Cho nên là mình cũng tôn trọng cái việc làm của anh John, để cho phải hỏi anh John trước. Cho nên là khi mà về Phi, sau cái chuyện anh Thanh, chú Thanh á, thì anh John mới gọi cho Phi nói là áo quần của với đồ lạnh của anh chú Thanh nhiều lắm, cho nên là Phi cần thì Phi lấy. Cho nên ngày hôm qua khi mà chú Long Huỳnh cần á, thì Phi nghĩ là gọi đến chú Thanh, anh John liền. Thì trên đường đi về là gọi điện cho anh Thanh, cho anh John để mà lấy cái đồ lạnh, đồ mền đó của chú Thanh đưa qua chú Long Huỳnh quý vị. Thì chú nói là lạnh, nhưng mà thực ra lạnh tức là chuẩn bị vào mùa lạnh, chứ đêm ngày hôm qua chưa có lạnh. Đêm ngày hôm qua giống như là trời ổng trở lại. Mấy bữa trước thì lạnh, nhưng mà hai ngày hôm nay trời này, không có lạnh chứ nữa vậy. Cho nên là chưa kịp mà đem áo ấm hay là đồ lạnh cho chú, thì chú đã ra đi. Này, cầm cái này ra đi Jimmy. Có quẹt hả? Nó quá nên diễn biến quá nhanh. Yeah. Các anh ở đây đã đau lòng từ chuyện chú Thanh rồi. Bây giờ tiếp tục chú Long Huỳnh quá nhanh quý vị. Cho nên là mấy anh ở đây rất là đau lòng, rất là thương, rất là xúc động. Quý vị thấy đó, anh Jimmy anh xúc động, anh thắp nhang cho hai chú. Rồi anh Bi này thì anh mới tới ở đây thôi, nhưng mà anh cũng có rất là tình cảm với lại hai chú. Chú anh Bi chia sẻ cũng rất là cảm động, đúng không quý vị? Thôi thì cái buổi cúng hôm nay đến đây là nó như vậy, để tỏ lòng nhớ đến hai chú và cầu nguyện cho hai chú sớm giải thoát về với Phật, về với Chúa. Thưa quý vị, và xin quý vị hãy hiệp cầu nguyện gửi đến hai chú nha, chú Long Huỳnh và chú Thanh Phạm nha quý vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Chào tạm biệt, bye bye. Cảm ơn. Bởi vì đây quý vị, anh Jimmy nè, tới thẳng ra bây giờ không có quay phim, mình nói ai cũng nghĩ tụi mình ăn hút cho nên là tránh. Nhưng mà thực sự đâu có biết là cái hoàn cảnh của mình ở đây là tình người thôi rồi, giờ rất là nhiều thương. Vợ mình đó còn ở Việt Nam, thật sự tiền mình thì có thể thiếu, nhưng mấy anh đâu có thiếu tình người đâu. Dạ. Quý vị cũng vì tình có mà người hiểu như bạn làm vậy cho mình cái cơ hội để họ mà mình rất là còn xúc động, rất là đau lòng. Bây giờ anh Jimmy nhìn anh cũng rất là buồn, quý vị rất là có cái ấn tượng hiếm lắm. Anh không có nói nhiều, suy nghĩ hai bạn cho anh đốt giùm cho Phi đi, tính cách khác nhau nhưng mà cho cái khi mà người nhà mình không đốt hiểu hết mình em luôn, người ở ngoài thì mình đâu có nghĩ là họ đếm xỉa này gì nữa, phải không? Nhưng mà gặp như vậy quá tuyệt vời với mình, thật cảm ơn, rất là cảm kích. Thank you Jimmy.
Jimmy mới nhậu với anh Long tối qua nè. Tối qua còn gọi nó nhậu nè. Yeah, right here. Sáng vô nói là mình không tin luôn á. Đâm nên anh Long chết rồi. So what? Tại khu này tối xuống chỉ có mình với Jimmy với anh Long. Ờ, Hảo với Hùng giờ nó có nhà rồi. Cái hộp đó chứ anh lấy ra thôi. Có bốn anh em thì còn có chị xin gì nữa. Đó, đó, chị ít nói chuyện lắm. Hỏi đó để nguyên dạ. Đúng rồi anh. Thì có gì anh em chia sẻ nhau thôi. Nhưng mà thật sự mỗi người mỗi tánh. Giận giận vậy á. Chứ hôm qua ngày mai là gặp coi là sáp lại à. Không có để lòng anh Long vậy vậy. Không điên là không chửi gì luôn. Đâu rồi, đêm qua đó. Cuộc sống thật là vô thường. Anh đốt hết. Ồ, cái này của em à. Để cho anh hồi nãy giờ. Ê. Chú Thanh với lại chú Thanh right. Mình yeah, làm YouTube hả? Có gạo, có mũ. Sáng sớm á, cái cảnh sát, cái phương xá trường nó chạy tới nó tìm em. Tìm anh nữa hả? Nó à, thằng lái xe tên Long á, mày biết Long? Biết chứ. Nó hình như nó chết rồi. Ê, chết, ông má trong qua còn nhậu nó mà chết gì? Nói vậy. Mình nói mình là Long, biết hay biết họ đâu, mình nói không biết họ nhưng mà mình chỉ biết cho tên nó là Long. Ông còn lại chiếc xe handicap. Thế là ông xin xá trường phương, ông bấm cái máy mở cái hình lên. Nào. À, đúng rồi, nó lại. Trời ơi, vậy mẹ tôi mà mới nhậu rồi mới. Mới sáng nay thôi, có kể gì là mới sáng nay thôi đó quý vị. Lại cục tức có mấy tiếng hồ à. Em là người sau cùng, em gặp chú Long Huỳnh 8, 9 giờ tối bên kia là em là người gặp sau cùng rồi. Ôi vậy bên kia là sao đúng rồi, dạ, mình sau cùng. Dạ, lúc anh đi ngang qua anh thấy đó, là em đứng đây nói chuyện với chú Long Huỳnh sau cùng. Là nó ngủ ngay cái phía sau chợ cái cửa quay áo á. Hay ngủ đó mà. Hồi nãy đi qua đó em thấy có nhang, có đồ cúng của nó. Em sắp cái nhang em mời chú qua bên này. Qua tụi anh ngồi đám này ngồi. Thì anh còn buổi chiều cho em buổi tối là sau cùng là chú qua đó chú ngủ là chú đi luôn. Ồ. Từ lúc em biết Long anh qua cái chỗ đó ngủ đó. Ngủ ở nay ngủ đây, cái nó có sực của nó đuổi. Chứ nên nó qua chợ đi xe ngủ ngay cái bên là Long Băng á. Cái ngủ bên Lâm Văn, nhiều khi nó ngủ về cái chỗ chạy với chị cửa phía sau rồi. Chỗ đó không có anh em Việt Nam mình ở bên đó, còn ở đây. Bên đám bể, bên đám bể ngủ. Mọi người ở không có sợ, ngày qua em hỏi vậy á. Mẹ nhiều chú có sợ không? Không có sợ, nó nổ anh thôi, để gần nó nổ. Nó ngủ lúc em rồi, chạy đây với mấy nhà xì cửa nó đuổi hoài, bây giờ nó gác. Đúng rồi. Chạy bên kia nó ngủ. Nó nhậu xịn ghê chứ. Có một cái là nó sao? Gây xả rác á. Sao? Xả rác. Xả rác rồi, nó sợ xả rác. Rồi. Xả rác thôi. Xả rác thôi chứ nó cái thè nó nhậu xịn cho. Xịn lại mà không biết. Xịn vô cái chữ với ông Thịnh. Người ta là ghét. Ừ. Bây giờ hôm nay... Tấn tình rất khô. Tấn tình như mà cái ăn mỡ rồi. Ừ. Giờ hôm nay ai cũng biết nó rồi. Ừ.
Mọi cái nhanh quá hả quý vị ha. Mình nghĩ là anh đi về chỗ nãy nha, tại cái đồ của anh là để chứ. Ok anh Bi. Là hơn hạnh nha. Ok anh Bi, gặp anh Bi sau. Anh Bi gặp anh Bi. Mọi người nha. Anh gặp anh Bi sau. Dạ dạ dạ. Thank you Jimmy. Cái đó anh biết mà đúng không? Cái đó anh biết. Người ta nói ủa. Chắc kết chứ là ai á, chắc kết chứ là em á. Em đi á. Nhưng mà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha anh Jimmy. Còn trẻ vậy chứ mai mốt già là rồi sao? Nhưng mà nhìn anh Jimmy còn trẻ, rồi mai mốt yếu yếu sức khỏe nữa rồi sao? Rồi anh Jimmy tính sao? Tuổi già của mình. Đâu ngày tuổi già đâu sơ sống là ngày qua ngày. Sống qua ngày thôi hả? Chấp nhận đi đến cái con đường đó luôn hả? Chọn cái nữa đi chấp nhận. Vậy hả? Chị anh tức là các bạn có gì thì lại đắt em trước kia lắm. Dạ dạ dạ, nốt cái này xong ha. Chấp nhận mình chuẩn bị đi mà, đâu có còn gì mà. Ờ, vậy đó hả? Xong rồi, con lớn rồi nốt luôn. Hồi chiều giờ mấy anh có nhậu không? Chả nhiều không nhậu. Không nhậu hả? Tại sao vậy? Buồn vậy mà không nhậu hả? Đừng có đâm lũng anh. Hôm nay mới uống lũng mới chơi bia. Ờ, đừng có đâm lũng anh, để con nguyên, để nó còn nguyên. Rồi mời chú Thanh với chú Long Huỳnh nhận, rồi mời quý vị xa gần tới để chia nhau mà hưởng. Người trẻ nhường người, chia với người già, người gần chờ người đi ở xa. Chia nhau mà hưởng, thọ hưởng ha. Ok. Thank you vậy thôi hả? Phải tắt khe cho mình chứ. Yeah. Ok, cảm ơn quý vị.